Quê hương tôi, vùng đất nằm bên cạnh bờ sông Cái Bé, dòng nước đậm màu phù sa, chở về đây biết bao ân tình. Từ dòng sông này, nhiều nhánh sông nhỏ tỏa đi muôn nơi, chở phù sa trải đều trên mảnh đất, cho vụ lúa bội thu, cho vườn cây xanh sai trĩu quả. Khi nghe tiếng ve sầu râm ran cất tiếng gọi hè, cũng là lúc vườn măng cụt nhà nội bắt đầu cho trái chín. Khu vườn này đã gắn bó với các thế hệ gia đình tôi gần trăm năm. Nhà vườn quê tôi đặc biệt hơn những nơi khác là có mương nước đào dọc theo từng hàng cây. Ông tôi kể, từng con mương đều được đào bằng sức người trong cả năm trời. Thế nên với ông, khu vườn là sự biết ơn, là lòng tưởng nhớ đến bậc tiền nhân. Đường mương này tôi cũng không biết được đào từ khi nào, chỉ biết rằng nó được đào từ nhánh sông Cái Bé. Ông tôi nói, nhờ có con mương này, phù sa theo dòng nước dẫn vào tận từng gốc cây. Khi đất bị phèn, đường mương giúp tháo nước rửa phèn, nên cây trong vườn mới không bị ảnh hưởng gì. Những lúc ông và các chú hái trái, thì đây sẽ là chỗ mà hai anh em tôi tha hồ vui chơi. Dưới nước, nào là các loại rong, cá, ốc, cá một hệ sinh thái đa dạng cho chúng tôi khám phá. Tôi rất thích được chống xuồng đi dọc theo những đường mương, luồn người qua cành cây đang xà xuống gần sát mặt nước, mà cứ tưởng tượng rằng mình đang phiêu lưu thám hiểm trong một khu rừng bí ẩn nào đó. Đến hè, trẻ con được nghỉ học, măng cụt bắt đầu chín nhiều. Khỏi phải nói, tôi và mấy đứa bạn như được mùa, chạy ra vườn vừa chơi vừa hái trái ăn. Tôi còn nhớ cảm giác được tận hưởng cơn gió mát len lỏi dưới những tán cây măng cụt, xua đi cái nắng ngày hè, thật sảng khoái biết bao nhiêu. Với chúng tôi ngày đó, vườn cây ăn quả luôn là một không gian yên ả ở vùng quê, mà cả thời thơ bé, tôi được tung tăng rong ruổi khắp vườn. Sau khi nghịch ngợm chán chê, chúng tôi với tay hái những trái măng cụt vừa chín chuyển màu tím thẫm. Bên trong là từng múi trắng như sữa, thịt quả mềm có vị ngọt thanh dịu, pha một chút chua nhẹ dễ ăn. Dưới cái nắng hè, giữa vườn râm ran tiếng ve sầu, tiếng gió rượt đuổi nhau xào xạc trên từng ngọn lá. Tuổi thơ của tôi cũng qua đi êm ả như thế. Nhờ những pha nghịch ngợm mà chúng tôi phát hiện ra, măng cụt sống ăn rất ngon. Lựa trái già chứ chưa cần chín, ăn sẽ thấy vị giòn giòn, chua chua, ngọt ngọt. Khi nào thèm, tụi tôi chỉ cần lấy cây ra vườn hái mấy trái còn xanh về là được. Trái măng cụt còn sống thì nhiều mủ mà khó tách cực kỳ.
con nít ăn không thì vậy. Chứ người lớn quê tôi có món gỏi gà làm từ trái măng cụt sống, ngon hết sảy. Mỗi khi làm món này, tôi thường nhờ chị hai tách giùm. Nhiều khi phải ngồi tách cả buổi mới tách đủ dĩa gỏi. Nhắc đến món gỏi măng cụt là tôi lại nhớ bà nội. Bà thương tôi lắm. Mỗi khi có mấy đứa trong xóm lại chơi, bà làm hẳn một con gà trộn gỏi, thêm một tô cháo là đủ cho chúng tôi mở tiệc. Măng cụt sống ăn giòn thì thôi, thêm vị chua mặn ngọt, kết hợp giữa nước mắm pha, tạo cho món ăn thêm phần hấp dẫn. Nhất là được tự tay hái và tham gia vào quá trình chế biến, càng làm tụi tôi thêm phần háo hức khi thưởng thức món ăn. Có ở đây từ thuở ấu thơ, tôi mới hiểu rằng vì sao ông nội lại dành cả đời gắn bó cùng khu vườn này. Nhiều gốc măng cụt bằng cả số tuổi của tôi và của ông tôi. Chúng như những người bạn cùng chúng tôi lớn lên, chia sẻ những kỷ niệm vui buồn, là nguồn sinh kế cho gia đình lúc khó khăn. Nên có thời gian, nhiều người chuyển hướng sang những cây trồng khác có hiệu quả kinh tế hơn. Nhưng ông vẫn nhất quyết không đốn bỏ một gốc măng cụt nào. Mãi tới bây giờ khi lớn lên, tôi mới hiểu vì sao. Ông nội từng nói với tôi, cây cối thấy vậy mà nó cũng có cảm xúc như con người, biết thương, biết giận. Mình thương nó bao nhiêu, rồi thì nó cũng sẽ thương lại mình thôi. Ông hay ví cây với chúng tôi, khi còn nhỏ cũng phải được chăm sóc, yêu thương, dạy dỗ, rồi mới biết lớn, biết khôn, biết yêu thương gia đình. Tôi cũng thấy giống thật, cây măng cụt trồng phải 4 đến 5 năm mới bắt đầu cho trái. Khi lớn không tốn nhiều công chăm sóc, và cây càng lâu năm thì trái càng nhiều và ngọt. Giờ quê hương phát triển, vườn măng cụt vẫn ngày ngày nhận lấy phù sa từ dòng sông quê hương. Nhưng người nông dân hôm nay đã biết áp dụng kỹ thuật tiến bộ, giúp trái măng cụt quê hương chất lượng được nhiều người biết đến hơn. Là bước chuyển mình để vườn măng cụt vẫn tiếp tục tồn tại cùng nhiều thế hệ trên quê hương. Và tôi sẽ như ông của mình cho những đứa trẻ chơi đùa và lớn lên cùng vườn măng cụt. Và chúng sẽ giống tôi, cảm nhận được tình yêu mà vườn cây dành tặng qua từng mùa hoa thơm trái ngọt. Để rồi tiếp tục gìn giữ và phát triển những khu vườn măng cụt bên dòng sông cái bé quê hương.